Mùa giải Ngoại hạng Anh đã chính thức bắt đầu từ đêm qua, nhưng hôm nay trên sân Emirates đây mới là lúc để mở hội. Arsenal bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh sau 20 năm kể từ khi họ có mùa giải bất bại. Morgan Gibbs và Brendan Johnson. Lúc này thì Partey đã di chuyển vào thi đấu như một tiền vệ phòng ngự. Bukayo Saka đánh đầu. Cơ hội dành cho Nottingham Forest. Dứt điểm, không vào. Đây là pha bóng khá nhạy cảm. Có thể khi lưới rung thì VAR sẽ vào cuộc. Odegaard. Cơ hội. Thủ thành người Mỹ đã phán đoán tình huống và băng ra rất nhanh. Không bàn cãi với quyết định thổi phạt việt vị của trọng tài Michael Oliver. Bukayo Saka đều là những cú đá nhắm vào cột gần. Martinelli. Nketiah. Eddie Nketiah dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Arsenal. Khi mà bạn phải đối mặt với những cầu thủ giàu kỹ thuật và lắt léo như các cầu thủ tấn công của Arsenal thì nền tảng thể lực của bạn cũng sẽ bị bào mòn đi rất nhanh. Và khi mà nền tảng thể lực không đảm bảo ở trong một pha bóng như thế này thì những khoảng trống đã lộ ra. Eddie Nketiah đã có một pha xử lý đầy tinh tế để loại bỏ được hai trung vệ bên phía Nottingham Forest là đội trưởng Woodrow và Willy Bolly. Một chút may mắn dành cho Eddie Nketiah khi bóng chạm chân của trung vệ Woodrow và thay đổi hướng khiến cho Martinez không thể cản phá được cú sút này. Eketia trước phòng vây của hai cầu thủ bên phía Nottingham Forest. Sai lầm của Morgan Gibbs. Bukayo Saka dứt điểm. Tỷ số là 2-0 dành cho Arsenal. Arsenal đoạt bóng ngay trước khu vực 16m50 của Nottingham Forest và chỉ cần một nhịp đưa bóng để thoát khỏi sự đeo bám của Mangala. Bukayo Saka đã làm choáng váng hàng thủ của các cầu thủ Nottingham Forest bằng bàn thắng này. Một pha xử lý đúng sở trường của Bukayo Saka, bóng găm vào nách lưới. Odegaard. Nketiah. Tiếp tục là Willy Bolly đã. Những tình huống chọc khe thả trái bóng vào khoảng trống của Martin Odegaard, Eddie Nketiah và cả Bukayo Saka. Saka. Declan Rice. Dứt điểm. Bóng đi rất căng nhưng không thể vượt qua đôi bàn tay của Martin. Martinelli. Tomiyasu, cơ hội. Cơ hội, không vào. Nhưng đó là pha bóng mà Reyes đã ở vị trí việt vị khi nhận. Cú ném biên của Olaina không khác gì một quả đá phạt góc cả. Và đây là tình huống việt vị rõ ràng của Reyes. Thủ của Arsenal đã băng lên rất nhanh sau khi Woodrow không kịp. Hàng thủ của Arsenal cũng đã chuyển đổi trạng thái rất nhanh để lùi về đủ quân số. Nottingham Forest. Đúng là bóng đã chạm chân của Thomas Partey. Tiếp tục là quả đá của Morgan Kipway. Khá nguy hiểm.
Rất may là không có cầu thủ nào của đội khách băng vào ở phía xa. Odegaard, Kai Havertz. Dứt điểm. Cú sút đá dội trúng cột dọc khung thành của Nottingham Forest. Bóng vừa chạm vào chân của đội trưởng Woodrow, vừa chạm vào tay của Matt Turner và vừa đập vào bên ngoài cột dọc khung thành của Nottingham Forest. Đánh đầu rất nguy hiểm. Deep wide. Đánh đầu. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha dàn xếp đá phạt góc của Nottingham Forest. Đó không phải là một cú đánh đầu của Willy Bolly. Martin từ trường Arsenal với giá 7 triệu bảng. Và Olaina miễn phí. Dứt điểm. Không được. Đánh đầu. Vẫn là một cú đá phạt góc tới vị trí cột gần. Anthony Elanga. Tốc độ rất tốt của Elanga. Vẫn là cầu thủ của Thụy Điển. Dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 và đó là pha lập công của Awoniyi. Bài đá phạt mà trong suốt cả thời gian đã qua của trận đấu này không phát huy được hiệu quả, Arsenal của Mikel Arteta vẫn thực hiện nó. Vẫn là cú đá phạt vào vị trí của cột gần và vẫn bị đánh bật ra một cách vô cùng đơn giản để tạo ra tình huống phản công này. Anthony Elanga bỏ lại Bukayo Saka, Declan Rice và thực hiện đường chuyền quá thuận lợi. Awoniyi thì xuất sắc. Hai nhịp di chuyển để đánh lừa Benjamin White và có một pha băng cắt tuyệt vời. Anthony Elanga. Morgan Gibbs không vào. Anthony Elanga vào sân để thay cho Brendan Johnson. Thế tấn công. Tomiyasu. Dứt điểm. Không được. Chusa rất hay. Kai Havertz. Odegaard, Havertz, dứt điểm không vào. Chuyển cao tốt. Dứt điểm. Kai Havertz, Bukayo Saka, Odegaard, dứt điểm không vào. Và hết giờ, 3 điểm ở trong ngày khai màn dành cho các pháo thủ Arsenal. Hi Vietnam. Hi Vietnam fans. New season. Watching Highlight Premier League on K Plus Sports.